vấp bật thò này ông phơi hàng xa cả na để na chết của phơi ông phơi hàng xa tới từ ai từ những chất nè hàng lơ tới nè hàng lơ nó màu vĩnh ai tầm lang bom sát đời xa cái thằng nè đi mua về che chui dương ấy chân tới hay dương có khơi nay khơi miền nè và phật ông phơi hàng xa mà chìm nuôn vì môn màu nó có bàn lang bom sát nên sinh thật còn thọp đây chắc là nó có vị trí cùng ru mua để ai ở nhà khá nó xa là bom này mà xa là bom mới rồi bây giờ còn hàng kiếp khá hàng quay nè sọc phi bên nhà tới cái lâu ngày cao mà vĩnh mê ở thưa thông mấy nữa nè anh sẽ tự dưng tại dương mưa khơi mà đây nè khá tầm mà quay phô rốt khó phê lên có cho cục ấy tỏ ra ngày nay nó có miền đài bà hai rương trong cái đó để khi ông chọn lượng màu này dây đài nó cứ ở bắp và thô hăng xa lên nông trình hồng xa mặt tất cách nâng tầm mặt đón ở đây dương thật chặt tròn quay khó nọ nó cứ dương khơi như thà con cầm lăng và đạp ở vốt khá nó có nó nơi tùm lọt chả có mình toàn bàn đài châu nó bạ để bọt mấy đài và tên miền chứ bạp thế cả kịch thà có miền ở vốt nâng đáy chẳng có ai thưa ấy ban là tam đại quật trong dân khơi với miền cạn này tu ở vốt nơi cả đạp xa tu ở vốt nhà kháng có miền ba nhà ha chấm luôn chả ra cho tình tụi đỏ cặp lương ấy màu ban nơi cả đạp vì ấy tầng on cứ sát tập pe khác nhưng mới tới chỉ cà phê luôn bao quát đại quật kết tha cà phê sớm mai tu sớm vật năm cao sắp khi ai thưa chẳng bán vấn đề đào mà sớm mai thì miền chấp bắp đạo quật nơi thưa thưa chẳng biết vì cả tới chỉ ba nhà ha bạn đi chỉ cà sớm kê khơi bao nhiêu tuổi và sớm học